Ni Sikha Ba Đằng Sa Ma Di Dà Mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự rễ rui, uống rượu và các chất say. Ibani bancha sikha bhadhani sa tukang katoang apama de nani chakalang samarak kitabang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mình giữ hành theo chư luật trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sile nasu kacin yon tik sile napu kasam badai sile nani putin yon tita smai silang vị số tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Tiếp theo, con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghê na quan đề hằng bà đa bằng sùng và ruột ta mang bút thề vô kali tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quan đề hằng tham anh cha đu vít hằng qua rằng tham mê vô kali tô đô sô tham mô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quan đề hằng sang khanh cha đu vít hô ta mang sang khê vô kali tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. À, dạ, con kính dâng mic đến sư. Và quanh tụ thế tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu mong chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hóa đức của chư Phật, do nhờ hóa đức của giáo pháp, do nhờ hóa đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sua tha la tho chu bi tổ bu ro no ho po cha sa tha ne a ro po chu bi tổ i sa ha sa pe nha chi pi sa ha tha la tha Buddha Saru
xúc đạo tà sa sập bề nhà tị tùy tổ môn chính được được sự an vui, được sự tăng hoa, được Phật các thần kinh, được an vui trong bình người quen cá thai chuyện thăm tụi đồng phá là mình có tên là xong là này ta tổ ta được thành tựu mỹ mãn cho được từ mình mà sa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư trí đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay ạ. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. Akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhan tu sa sanang. Akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhan tu no garu. Akasattha cha bùm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhân nô anu mô đằng tu chi răng rắc khẳng tu nhà ta vô a ca sa tha cha bùm ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhân nô anu mô đằng tu chi răng rắc khẳng tu ba ni nô Akasattha cha phummattha devanaga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakhang tu no sadam. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng qua ta mề buồn nhằng à sa quắc kha già qua hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng níp bà na sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả níp bàn. Dạ hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ ngư giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học của dung Phật giáo Nam truyền này, chư thiên ở ngôi chùa Ngọc Đạt, dạ chư thiên ở tịnh thất thiện hữu, chư thiên ở tại nhà các Phật tử trong lớp học, đến tất cả chư thiên Càn Thác Bà, Cửu Bàn Trà cùng Long Vương, Diêm Vương dưới nước trên bờ,
xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy hỷ phước này để được tái sanh về nơi nhàn cảnh, thoát khỏi mọi sự đau khổ, được an lạc lâu dài, và cầu xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Pha hoàn tu sắp ba màng gần cắt khẳng tu sắp ba đề hoa tà sắp ba bút thà nu phà quề na sắp ba thầm mà nu phà quề na sắp bề sằng khà nu phà quề na sắp đà sốt thì pha hoàn tu tề. Cầu y đức Phật bảo, cầu y đức Pháp bảo, cầu y đức Tăng bảo, cầu chư thiên gia hộ, tất cả điều phúc lành luôn thành tựu như nguyện. Sắp bề bút thà ba láp ba tà bách chề cà nành cha dằng ba lần a ra hành tà nành cha tề chề na rắc khẳng bành thà mi sắp ba sổ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, với những phước báo nào có được trong thời tụng kinh Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới hôm nay, nhất là trong các thời gian học pháp và hành pháp Phật, con xin kính chia sẻ đến người dân Việt Nam, nhất là những người đang bị F0. Xin cho những vị ấy mau khỏi bệnh và xin cho thế giới mau chóng kiểm soát được đại dịch này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy Ngũ Giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, con kính lễ sư Pháp Thanh ạ. Dạ, giờ này cũng là đến giờ để vào lớp học. Con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luống chờ, trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tản mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phạm thiên vẫn ngập ngồi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí chi vẹn toàn. Dạ, hôm nay chị Nhật Huỳnh vắng mặt ạ. Dạ, con được thay mặt chị Nhật Huỳnh để thuyết ngày hôm nay, con sẽ đọc bài kinh. Dạ, giờ này con kính thỉnh sư Pháp Thanh cầm mic và thử âm thanh để thuyết giảng bài pháp ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học cái câu thứ 6 trong Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm Cấp Cô Độc. Và trước khi vào thời giảng pháp, kính cũng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đỉnh vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đại diện tận vô minh và phiền não, Ngài đã bày dạy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sinh là phước điền của chư thiên và nhân loại do phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ngăn ngang. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, đến giải thoát của ngài vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Và cảm ơn cô Kim Nhung đã bóp bài. Và bây giờ xin cô Kim Nhung quan hỷ đọc phần chánh kinh, và sau đó sư sẽ giải thích, chia sẻ thêm để cái đề tài bài học ngày hôm nay. Mời cô Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ngày hôm nay ạ. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 2, tương ưng thiên tử, phần 2, phẩm cấp cô độc, bài số 6. Sudatta Tudatta Tudatta. Một, đứng một bên, thiên tử Sudatta nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Như kiếm đã chạm ra, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất ra bỏ ái dục. Hai, Thế Tôn, như kiếm đã chạm ra, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất ra bỏ thân kính, bỏ thân kiến. Dạ. Đó là bài nội dung của bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính thỉnh sư giảng giải bài pháp này cho chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì hôm nay cái đoạn Phật ngôn này đó, chúng ta thấy Đức Phật đã dạy chúng ta cái chết nó đã cận kề, nó đã cận kề bên chúng ta rồi, như kiếm đã chạm da. Thì quý vị thấy rằng những cái người mà tội nhân đó, những cái tội nhân mà khi mà đem lên để mà hành hình đó, thấy không? Họ bị trói rồi cái bắt đầu họ đặt trước cái người mà đao phu thủ, thấy không? Thì cái người đao phu thủ đó, họ mới lấy cái đao hay là cái kiếm đó, họ để lên cái cần cổ, cái đầu của cái người tội nhân rồi. Tức là chỉ chờ cái lệnh của ông quan mà chủ trì cái cuộc mà hành hình đó, chỉ một cái tiếng hô, một cái âm thanh thì cái mạng sống của cái người tử tù đó sẽ bị cắt đứt, giống như cái đầu của cái người phạm nhân bị cắt đứt vậy. Rồi một cái hình ảnh nữa là như lửa cháy trên đầu. Nếu mà bây giờ
Nếu bây giờ vô tình mà lửa nó cháy ở ở trên cái đầu của mình thì mình làm cái gì? Thì mình phải bằng mọi phương pháp, bằng mọi cách mình phải dập tắt, mình dập tắt cái lửa đó liền nha. Đó là hai cái hình ảnh này nè. Đức Thế Tôn nhắc nhở chúng ta không có nên dễ vui. Đó, quý vị thấy rằng cái chúng sanh á, phàm nhân ở thế gian á, họ dễ vui lắm, họ có sợ. Đó, quý vị thấy không? Ai bệnh nặng á, gần chết gì đó là cái chuyện của người đó, họ vẫn vô tư giống như không có chuyện gì xảy ra đó. Vô tư đi chơi, trốn ra ngoài đi chơi, đi dạo rồi kia, vô tư cờ bạc, vô tư đi vô mấy cái phòng, trốn vô mấy cái phòng karaoke, mấy cái phòng chơi game là chơi ha, rồi cờ bạc, đá gà, rồi đánh bài, rồi đủ thứ chuyện hết ha. Mặc dù là trước cái chết á, cái chết nó ở sát bên rồi đó, nó cận kề đó, nhưng mà những chúng sanh này họ cũng không có sợ cái chuyện chết là của ai nhé. Tôi không có đâu, tự do thoải mái ăn nhậu, tự do thoải mái cờ bạc hút sắp rồi này kia, nó đủ thứ chuyện. Tại vì sao? Tại vì cái tâm mà dễ vui này nè, cái lậu hoặc này nè, nó ngủ nằm nó tìm miên rồi ha. Chừng nào chết hay chứ giờ kệ, mình chưa chết nè ha, mình còn khỏe mà, thì bây giờ cứ cứ ăn chơi, cứ cờ bạc, cứ là thoải mái ha. Cho nên đó, người ta chưa có thấy, cảm thấy kinh sợ cái khổ về cái chết nó cận kề bên mình nha. Cho nên đó, là khi mà chúng ta là cái người có trí, những cái người mà họ cứ nghĩ họ cái thọ mạng của họ còn dài lắm, còn lâu lắm nha. Thì những cái người đó là cái gì? Cái người bệnh. Họ bệnh về cái tinh thần, cái tâm trí của họ bệnh, hay là cái người người điên, nghe không? Đó, cho nên là họ không có sợ, họ không có thấy sợ, mặc dù là xung quanh họ thân bằng quyến thuộc rồi cái nọ đó xảy ra bệnh chết, nhưng mà họ vẫn vững dương, vẫn vững chân. Thành ra mà trong cái bốn cái hạng ngựa đó, Đức Phật ví cái hạng ngựa thứ tư đó là cái hạng ngựa mà coi như là đánh cỡ nào đánh nó cũng không chạy, thì thôi cái hạng ngựa đó là để đưa vô lò thịt, để cho ma dương nó làm thịt những cái chúng sanh này. Chứ giờ là những cái người này nói theo cái danh từ thông thường không, bó tay cạn lời, không có còn cái lời nào mà để mà nói với cái hạng hạng chúng sanh này nữa, hay là không có còn bút mực nào mà, không còn còn bút mực nào mà tả nổi cái ngu của hạng chúng sanh này đó. Cho nên là nếu mà chúng ta là người có trí thì chúng ta phải thức tỉnh, phải thấy rằng á, cái chết nó cận kề bên mình, giống như là cái người đao phủ, họ cầm cái đao, cầm cái kiếm, họ đặt ở trên cái cành cổ mình rồi, thấy không?
giống như lửa nó cháy ở trên đầu á, mình phải phải cấp bách tức tốc, mình tìm mọi cách để mình làm tắt cái lửa mà nó cháy, đang cháy trên đầu trên tóc mình. Đó là cái người có trí đó. Và cái người mà có trí là gì? Chúng ta phải trở về chúng ta sống chánh niệm. Bây giờ cái chết nó cận kề rồi, giờ mình không có làm gì kịp không? Thôi giờ mình biết cái giây phút hiện tại này nó như thế nào, biết như thế đó là đủ rồi. Không cần so sánh, không cần thấy gì hết, không còn lo cho ai được nữa hết. Bây giờ mình lo cho chính mình là gì? Là mình quay lại với chính mình, mình lo có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác. Rồi nếu mà những cái người mà có cái điều kiện thì cấp bách giả từ cái đời sống thế tục, mau mau xuất gia, rồi gì, tu tập để thấy được cái thân ngũ uẩn này nó là vô thường, nó là sự tổng hợp của nhiều thành phần. Trong đó là bốn cái thành phần quan trọng là đất, nước, lửa, gió. Rồi nó là cái ô uế hôi hám, nó là cái hầm phân, nó là cái túi da để chứa những cái vật bất tịnh, nó là cái ổ bệnh tật. Rồi nó là cái chỗ mà đáng để mà mình kinh tởm nhàm chán. Chứ không có cái gì gọi là cái một cái con người ở ở trong cái thân ngũ uẩn này rồi. Nếu mà chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tu tập thì chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới an vui. Còn nếu mà chúng ta cứ đắm nhiễm chạy theo trần cảnh bên ngoài, chúng ta thụ hưởng vật chất của thế gian, chúng ta nghĩ rằng ôi cái chết nó còn xa lắm, cái bệnh nó còn xa lắm, tôi còn thanh niên mà sức khỏe còn đầy đủ tráng kiện, bây giờ phải thụ hưởng ăn chơi cho nó thỏa sức, thì như vậy những cái chúng sanh này nè là sẽ đi đến cái cảnh giới khổ đau trong những kiếp sống tương lai. Cho nên đó là đối với cái thế gian này nè, chúng ta phải cảm thấy kinh tởm nhàm chán đó. Đừng có bám níu, đừng có dính mắc gì bất cứ một cái gì ở trên thế gian này hết. Từ vật chất, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, cái này cái khác, rồi đến thân bằng huyến thuộc, rồi cái gì? Đến ngay chính cái bản thân này, cái thân ngũ uẩn này, mình cũng kinh sợ, thì các ngài có lấy cái ví dụ, phải không? Cái người mà họ đi cái lấy cái nôm á, họ đi đi bắt cá đồ ở những cái sông rạch đó, phải không? Cái người này họ lấy cái nôm, họ nôm họ nôm xuống sông rồi đó, thì họ mới đưa tay vô họ mò trong cái xung quanh trong cái nôm đó đó, thì khi mà họ mò như vậy đó, có những con cá rồi đó, đùng ở trong cái tay của họ đó, họ rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Khi mà đụng được cái con cá rồi kia nọ là cái bắt đầu họ rất là vui mừng. Bữa nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn, bữa nay sẽ có một cái nồi canh chua, bữa nay sẽ có cái nồi cá kho. Họ nghĩ về cái món ăn, nhưng mà sao
họ sợ son sợ son cái bác là họ nắm được, họ nắm được cái con vật đó à, nhưng mà cái này nó không phải tròn tròn mà nó dài à, thì họ nghĩ gì à, cái này không phải con cá, này con lươn, con lươn à, nhưng mà họ cũng không quan hỷ, cũng mừng, nó không phải con cá, có con lươn cũng có được đồ ăn à. Bắt đầu họ mới nắm cái con vật đó ở ở trong bùn, ở trong nước mà họ đâu thấy được à, tới chừng mình kéo lên từ 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 rút nó ra khỏi cái nôm á, thì lúc đó là thấy cái con rắn độc à, họ thấy cái con rắn hổ mang à, lúc đó nó lẹ lưỡi nó à, họ mới kinh hoàng. Bây giờ nếu mà chần chừ đó, nó cắn một cái là chết à, cắn cái là bỏ mạng chứ không có nồi canh chua mà không có cà kho gì đó. Thấy không? À, lúc đó là nhận cái vé lên đường liền chứ không có từ giả kịp ai. Cho nên là sao, họ sợ hãi quá, họ kinh khiếp quá, họ quăng con rắn mà họ quăng cái nôm luôn để thoát thân à, để tránh xa cái con rắn độc đó. Thì kiếm đã chạm da, lửa cháy ở trên đầu đó, nó cũng giống như cái hình ảnh mà cái người mà bắt à, đi bắt cá mà bắt nhầm cái con rắn độc vậy à, mình phải kinh cảm à, mình kinh cảm, mình ghê sợ cái thế gian này à, cái trần cảnh này, cái ngũ dục ở trên thế gian này à, giống như là cái con rắn độc vậy đó à, giống như cái người đau khổ thủ đã kề cái đao, cái kiếm ở ở ở trên cái cần cổ mình rồi à, giống như lửa à, cháy trên cái đầu, chúng ta phải nhanh chóng, phải bằng mọi giá phải dập tắt liền à, đó. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, chúng ta chần chừ à, còn chạy đắm nhiễm theo trần cảnh thì sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau khôn lường à, rồi tới chừng mà tử thần nó đến, nó lôi đi đó, thì còn luyến tiếc là công việc chưa xong, tài sản còn ngổn ngang, rồi là vợ con rồi kia rồi chưa có sắp đặt đâu đó hết, rồi kia nọ còn dính mắc với đủ thứ chuyện ở trên cái thế gian này. À, thành ra lúc đó, đó đi với cái tâm gì, đi với cái tâm sợ hãi, dính mắc đủ thứ chuyện hết, thành ra sao, đi đến những cái khổ cảnh à, những cái cảnh giới không có được tốt đẹp à. Còn nếu mà chúng ta đã biết à, chúng ta đã ý thức được cái chết đang ở tận kề bên mình, bây giờ cái điều quan trọng là mình phải lo cái này nè, không có còn lo cái gì hết á à, cái trường hợp quý vị thấy không, cái qua cái dịch bệnh này đó, mình thấy bây giờ những cái người mà bệnh nặng á, đi vô cái khu cách ly rồi đó, thì giờ cái bây giờ cái nhiệm vụ của họ là gì, là phải ráng phải láng à, giữ cái tâm bình tĩnh sáng suốt, rồi uống thuốc cho đủ liều, thấy không à, uống thuốc cho đủ liều thế này bác sĩ đã căn dặn như thế nào là mình phải làm đúng y như vậy, chứ bây giờ đừng có lo gì ở nhà, chứ bây giờ cái chuyện ở nhà nó người ta còn khỏe, người ta lo được, mình đừng có lo à. Đó, bây giờ mình phải lo cái bệnh của mình đi à, mình hốt hoảng sợ hãi quá à, cái tinh thần mà nó bấn loạn đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái trị bệnh của mình ha. Cho nên là bây giờ mình phải gì, phải bình tĩnh, mình thấy rằng bây giờ không phải cái ai bệnh là cũng chết hết ha. Nếu mà ai giống như cái thời mà mới phát bệnh rồi năm 2019 2020 đó à, cái lúc đó là nó phát bệnh là người nào mà dính vô là thấy là coi như là thấy là chết tới rồi đó
Họ lúc đó họ mới sợ, họ mới sợ, họ mới lo. Còn bây giờ thấy cũng không sao. 10 người, 10 người, 100 người bệnh thì giỏi lắm là chết vài ba người, thì đâu có nhầm nhò đâu, kể mà mấy người nào thấy chết chứ tôi còn khỏe, không chết đâu nha. Cho nên là càng lúc á, mình thấy rằng chúng sanh dễ vui, họ lúc đầu họ sợ dữ lắm, nhưng mà càng về sau này đó là họ dễ vui, không sợ nữa. Ha, thoải mái. Có nhiều lúc mà không đeo khẩu trang, không có thực hành những cái lời mà người ta đã cảnh báo, người ta chỉ dẫn, rồi vô tư thoải mái, thành ra quý vị thấy không? Tại vì cái quy luật nhân quả nó phải có cái thời gian. Chúng ta không thể nào mà gieo nhân, thả một hộp lúa xuống rồi bắt đầu nó thành cái bụi lúa, nó cho cái quả liền. Đó, thành ra người ta dễ vui. Chứ như mà bây giờ cái gì mà bất thiện, một cái lời nói, một cái hành động bất thiện mà nó đem đến cái quả ngay tức khắc thì họ sợ đó. Cái thiện mà họ làm nó đem đến cái lợi ích ngay trước mắt, ngay liền trong hiện tại á, thì bắt đầu ai cũng tránh ác để làm thiện ha. Không, nhưng mà bị gì nó đòi hỏi phải có cái thời gian, cái pháp hữu quy nó phải có cái thời gian thì nó mới kết quả được. Mặc dù là có những cái gọi là những cái pháp nó cho quả ngay trong hiện tại, nhưng mà không phải là vừa làm xong là nó có quả liền, phải có thời gian ngắn nhất là cũng phải là vài ba tiếng đồng hồ hay một buổi. Đó thì trường hợp mà những cái cực 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 trọng nghiệp ấy, những cái cực trọng nghiệp thiện, giống như những cái người mà với cái tâm cái tác ý mạnh mẽ, cúng dường đến Đức Phật, cúng dường đến chư thánh tăng, cúng dường đến các cái bậc mà gọi là nhập mà diệt thọ tưởng định, và các vị này vừa xả thiền ra đó, mà nếu mà những cái người mà có điều kiện mà cúng dường cho cái vị thánh nhân A La Hán nhập diệt thọ tưởng định vừa xả ra đó, mà cúng dường liền thì sẽ có cái quả báo trong hiện tại. Nhưng mà nó cũng phải đòi hỏi có thời gian, trong vòng một buổi sau đó thì nó mới có đưa đến cái kết quả. Cái trường hợp á, hai vợ chồng cái người nông dân, ngài Xá Lợi Phất ngài muốn tế độ cho hai cái vợ chồng cái người này, cho nên là ngày mấy hôm đó ngài đi trì bệnh cất thực, thì cái người chồng ấy, đang cài ruộng, rồi ngài mấy lúc đó là cũng gần đến đúng ngọ, ngài mới đi đến thì cái người chồng họ cũng nghỉ, họ mới thả con cặp trâu ra, thì thấy ngài đi đến trên đường đi thì cái người vợ đang đem phần cơm đến cho chồng, nhưng mà gặp được ngài rồi thì cái bà vợ liền cúng dường cái phần ăn của người chồng cho ngài Xá Lợi Phất. Bà mới tức tốc nó chạy nó về, bà nấu phần khác đem ra cho ổng. Rồi ngài mới đi đến gần đó thì ngài mới thấy là ổng thả trâu đó, thì ổng mới lật đật ổng rảnh để ngài, bắt đầu ổng thỉnh ngài vô ngồi dưới cội cây, rồi ổng
trại tọa cụ, ổng thỉnh ngài ngồi xuống dùng thọ thực, ổng chạy ổng đi kiếm nước để dâng cho ngài, làm mọi cái công việc với cái tâm hết sức là cung kính. Rồi sau khi mà ngài thọ thực xong đó, bắt đầu thì lúc đó bà vợ bà mới đem cái phần ăn đến, bà mới nói, bà nói rằng hồi nãy là em đã đem cái một phần cơm ra rồi, nhưng mà gặp cái vị sa môn cho nên em đã cúng dường hết cái phần cơm đó, đem chạy trở về nấu phần khác rồi mới đem ra đây. Anh đừng có giận thế này thế khác, để không thôi ông này ông nói ổng diện đói bụng đem cơm rễ, ổng giận nổi giận lên thì nó mất cái quả phước. Nhưng mà cái người chồng á vẫn hoan hỷ. Thì đến buổi chiều đó, đến buổi chiều cái người chồng xuống ruộng mà cày tiếp, thì tự nhiên á khi mà cái lưỡi cày mà nó cày những cái đất mà nó lật lên thì trở thành vàng hết đó. Thấy không? Đó là cái gọi là cái phước trổ quả hiện tại. Hay là cái trường hợp mà của Đề Bà Đạt Đa đó, mà coi như là muôn sát Đức Phật đó. Thì nó cũng phải có cái thời gian ngắn nhất là trong vòng cỡ khoảng gần một buổi nó mới cho quả. Cho nên đó là chúng sanh vì cái không thấy cái thiện nó cho quả, và không thấy cái bất thiện nó đem đến cái hậu quả, cho nên là họ còn dễ vui. Đó chứ không phải mà làm mà nó cho quả ngay hiện tại. Giống như á mình bóc vô cái cục sắt hay cục than đỏ thì bị phỏng tay liền. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình biết cái cục sắt nó đang cháy đỏ, một cái cục than nó đang đỏ, đâu ai dám bóc vô. Nước á, tại vì sao? Nó mát, nó mềm. Người ta nghĩ nó không có tổn hại gì, cho nên á những cái xảy ra một năm quý vị thấy rồi, biết bao nhiêu người bị đuối nước mà chết. Thấy không? Tại vì ta dễ vui. Cái lửa đưa tay vô đụng tới là phỏng liền, là cháy liền, họ sợ. Còn nước mà mát mà có gì đâu, đâu có sao. Chính vì vậy đó mà người ta chết vì bị đuối nước rất là nhiều. Thấy không? Cho nên là chúng ta phải ý thức được cái vấn đề mà cái sự vô thường, cái chết nó đang cận kề bên mình. Bây giờ giống như bây giờ mà ông bà mình đi đi khám bệnh, ông bác sĩ cho hay là bây giờ là mình chỉ còn sống được 3 ngày thôi đó. Bây giờ cái ung thư là thời kỳ cuối rồi. Còn sống được 3 ngày thôi, còn sống được 1 ngày thôi, thì mình làm gì? Mình phải nhanh chóng những cái gì cần nói thì mình nói, những cái công việc gì cần sắp đặt chỉ bài mình làm đi, để chuẩn bị. Thì cũng giống như vậy đó, chúng ta cũng thấy giống như là mình đã bác sĩ đã cho mình biết rồi, bây giờ mình chỉ sống còn có 1 ngày nữa thôi đó, thì những cái công việc gì mà cấp bách cần thiết là mình làm nha. Đó, mình làm xong mình chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi. Bởi vậy á, sư nhiều khi sư nói chơi, nhưng mà nó là cũng cái sự thật. Thì nói bây giờ cái giống như là cái vé đó nó để sẵn trên bàn rồi, hành lý mình phải sắp đặt gọn gàng, nó gõ cửa nó kêu là nắm cái vé là đi liền, giả từ
giả từ cái gác trọ nè, nha, giả từ cái phòng trọ này rồi, giả từ cái thế gian nè, hả? Chứ còn mình mà còn chần chừ dễ vui thì sẽ còn khổ đau, nha, hả? Bây giờ á, mình không còn lo được cho ai đâu, à, cho nên mình phải quay lại lo chính mình, bởi Đức Phật đã cảnh tỉnh rồi. Nha. Dù lo cho người bao nhiêu, mình phải nhớ, mình lo cho mình, đấy không phải là cái ích kỷ, mình chỉ lo cho bản thân mình, nhưng mà mình lo cho người ta cũng đâu có được cái gì đâu, mỗi chúng sanh nó có cái nghiệp riêng rồi, ha, à, nhiều khi ấy, mình lo cho nó quá, nó còn nghĩ là nó bị ràng buộc mà không có tự do thoải mái nữa, không? Quý vị thấy không? À, cái trường hợp bà mẹ lo cho con, à, nghĩ là nó chỉ ăn những cái đồ ăn mà mình nấu là nó mới ăn ngon, không? Nó đã có gia đình riêng rồi, không? Nhưng bà mẹ cứ vẫn lo, ngày nào cũng lo đi chợ rồi nấu nướng rồi kia rồi đem qua bên nhà cho nó, không? Nhưng mà một hôm nó vô tình bà đi tới mà hai đứa nó không có thấy, cho nên con vợ nói với nó mới than nó chứ, con vợ nói thôi anh nói với má thôi, đừng có đem đồ ăn đồ quá nữa. À, ngày nào má cũng đem ba cái đồ ăn gì đâu, ăn không được vậy chứ, à, mà má mà cứ đem qua hoài, không lẽ giờ mà má mới đem qua mà không ăn, à, thấy không? Bà mẹ vì cái tình thương, vì sự dính mắt, nhà lo cho con cái từng chút, à, nó lớn rồi, nó có gia đình riêng rồi, nhưng mà vẫn lo từng miếng ăn rồi người kia nói cho con, nhưng mà sao nó cảm thấy nó không có thoải mái, không có tự do, à, nó không được ăn những cái gì mà nó thích, à, nhiều khi mình nấu mình tưởng đâu là như vậy là ngon, cái không hợp khẩu vị nó, không, thành ra đó, thôi bây giờ á, nó đã trưởng thành rồi, nó có cái bổn phận nhiệm vụ của nó khác. Bây giờ mình đã đưa nó tới bờ tới bến, giờ nó đã có gia đình riêng rồi kia nọ rồi, thôi bây giờ là mình phải lo cho mình, à, mình già mình bệnh gần chết mình không lo mình, mà còn lo ôm đờm lo cho con cho cháu rồi kia nọ đủ thứ chuyện lên, mình phải khổ không? À, nhiều khi mình nghe nó nói rồi cái bắt đầu lúc đó mình đau khổ nha, thành ra thôi bây giờ nhớ là Đức Phật dạy dầu lo cho người bao nhiêu đó, phải nhớ phải lo cho mình, à, phải tạo hành trang tư lương, à, phải luôn luôn là sẵn sàng đón nhận cái giây phút cuối cùng, à, đón nhận cái vô thường, à, đón nhận cái cảnh tử nghiệp nó sẽ đến với mình, cái đó là cái điều chắc chắn, à, nhưng mà không biết 10 phút nữa, nửa tiếng nữa, à, hay là buổi sáng nay hay buổi chiều nay, à, gì đó nó tới không biết, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tới đó. À, thành ra mình khi mà mình có cái sẵn sàng để chào đón, không? À, mình chào đón nó giống như là một cái người khách vậy đó, nha. Có người khách mà nói là ta hẹn là nửa tiếng nữa ta tới, à, thì mình phải không? Phải chuẩn bị, à, phải chuẩn bị để đón tiếp cái người khách này, nha. Chứ mình đừng sợ hãi, à, trước cái chết, sợ hãi cũng nó cũng đến nè, ha. Bây giờ mình bình thản, mình coi nó giống như là một cái người khách vậy đó,
Mình sẵn sàng chuẩn bị để đón cái người khách này, thì mình đón với cái tâm bình tĩnh, an tịnh, sáng suốt, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp. Cái đời sống tương lai mình đi đến những cái cảnh giới an vui, thấy không? Bây giờ còn mình sợ hãi, mình uất ức, mình buồn rầu, rồi mình dính mắc còn luyến tiếc ở cái trần cảnh thế gian này, thì sẽ đem đến khổ đau mà thôi. Cho nên là chúng ta phải nhớ rằng bây giờ cái chết nha, nó đang cận kề mình, giống như là cái thành gương, cái thành đạo của cái người mà người đau hữu thủ đã chạm ở trên cái cổ mình rồi nha, cấp bách như là lửa nó cháy ở trên cái đầu mình. Mình phải kịp thời mình dập tắt ngay cái công việc này, cái công việc quan trọng. Không có công việc nào quan trọng bằng cái công việc này hết á. Ngay giây phút này, ngay thời điểm này, ngay thời gian này, cái công việc mà dập tắt lửa trên đầu nó là quan trọng. Mình ý thức như vậy thì bây giờ mình cái ý thức rằng mình phải quay lại với chính mình lo chính mình là cái công việc cần kiếp phải làm ngay trong hiện tại này. Còn ngoài cái công việc này ra là không có công việc nào là quan trọng hết. Cho nên chúng ta ý thức như vậy thì mình sẽ không có còn dính mắc, không còn bám níu vào tài sản, thân bằng quyến thuộc, vào cái thân ngũ quẩn này, mà mình sẽ gì? Sẽ đón chờ. Đón chờ cái giây phút, cái cận tử nó đến, mình sẽ sẵn sàng mình ra đi. Thì đó là cái ý nghĩa, cái lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái câu Phật ngôn này. Thì cũng qua sự tìm hiểu, qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, cũng có chút ít những cái kiến thức, những cái hiểu biết để chia sẻ, để giảng giải quý vị hiểu được cái câu Phật ngôn này. Là giới phước báo ngày kính cầu mong chư tôn đức Pháp thể cân an, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả quý Phật tử cũng như là thân bằng quyến thuộc của quý vị sớm thoát khỏi những cái khổ đau bệnh tật mà thiên tai dịch họa. Cầu mong chư thiên hoan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một chút ạ. Dạ, con kính lễ con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ sư Pháp Thanh một lần nữa. Dạ, con kính lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị. Dạ, dạ thưa sư, bài học hôm nay sau bài học nào con thấy nó cũng rất là hay và nó cũng cảnh tỉnh mình hết, và nó cũng rất là mang tính thời sự trong lúc này. Dạ, bài học rất là hay. Sau cuộc rồi con càng nghe thì con càng thấy là mình giống như con ngựa thứ ba vậy đó, quất thật đau thì mới chạy. Đúng là khi mà mình đối diện với bệnh tật đó, nhất là trong thời gian vừa qua, gia đình con có rất là nhiều người bị F0, thì đối diện với bệnh tật thì mình thấy mình hoảng sợ, mình sợ thật. Nhưng mà rồi con thì cũng được sự động viên của các bạn đạo và của quý sư, thì con cũng bình tĩnh, và mình cũng xem xét lại chính mình, rồi mình cũng bình tĩnh hơn, rồi động viên mọi người, rồi chăm sóc mọi người. Thì con thấy là thời gian còn lại của mình đúng là quá là ngắn ngủi. Nhưng mà bây giờ thì dù mình biết thì nó cũng trễ rồi, nhưng mà mình cũng vẫn cố gắng
dù sao thì có thì vẫn hơn không. Con thấy bài học hôm nay và những lời giảng giải của sư rất là mang tính thời sự, rất là hay thưa sư. Con kính tri ân sư một lần nữa đã thức tỉnh cho chính con và cho chính những các vị đạo hữu ở trong đạo tràng này được hiểu thêm cuộc sống mình nó quá ngắn ngủi, nó quá vô thường, cái chết nó cận kề giống như là kiếm đã chạm ra và lửa ở trên đầu. Dạ. Và mình phải nhanh chóng hơn nữa tu tập, và khi mà cái chết nó đến gần thì mình cần phải bình tĩnh đón nhận nó, vì mình có né tránh cũng không được, mình phải đón nhận nó và phải buông hết tất cả. Dạ, đó là những lời giải thích, lời giảng của sư. Dạ, con rất là hiểu, con cũng hiểu như vậy. Dạ, con cũng đang cố gắng tu tập để làm được những cái điều mà sư đã giảng giải. Dạ. Bây giờ tay nãy giờ cũng lâu rồi, xin mời đạo hữu Hồng Mai đặt câu hỏi để cho đạo tràng được hiểu thêm về bài học cũng như hiểu thêm về những cái cần thiết mà mình cần phải tu tập để sư giảng thể giải giải thêm. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Tuệ Đức. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể học viên trong đạo tràng. Dạ thưa sư, bài học của sư rất là hữu ích và nó sát với thực tế ngay bây giờ trong cơn đại dịch. Và cũng qua cái cơn đại dịch này thì mọi người đều lo lắng về cái sự bệnh và sự chết. Và mọi người trong thế gian này đều dính mắc vào cái sự ham muốn tồn tại trên thế gian. Thì bởi vì quá nhiều người, quá nhiều FO và quá nhiều người đã ra đi, cho nên là mọi người đều muốn là mình có một cái sự, có một cái sức khỏe và cái cuộc sống của họ kéo dài qua đó. Thì có cái thiền về năng lượng gốc thì đa số họ, mọi người rất là thích vì cái thiền này á, thì giúp cho mình có cái sức khỏe. Và qua cái thiền thì còn giúp đỡ, hỗ trợ về tăng cường sức khỏe. Vì vậy cho nên mọi người giống như là không riêng gì về Việt Nam mà cả thế giới, người ta đều tham gia học về cái thiền năng lượng gốc này. Thì thưa sư á, thiền năng lượng gốc thì cũng có giống như cái thiền tâm từ của Phật giáo mình, là mang tình thương đến cho mọi người, nghĩa là thể hiện cái tâm từ. Tuy nhiên theo con nghĩ thì cái thiền này đó, nó lại là làm cho con người không dám nhìn vào sự thật, và luôn bị chấp chặt vào cái sự ước muốn là sống lâu và khỏe mạnh. Và thưa sư, nó có đi ngược lại với những điều Phật dạy trong năm điều quán tưởng không thưa sư? Thì theo con nghĩ đây là pháp của thế gian, cho nên là khi mà thấy điều gì thì mọi người và nhất là Phật tử mình thì phải đối chiếu với pháp của Phật, có xem thì nó có tạo nghiệp gì không và nhân quả nó như thế nào. Thì thưa sư, xin sư cho con ý kiến và qua đó để mà khi mà những cái người bạn mà tham gia vào cái năng lượng gốc này thì cho những cái lời khuyên hữu ích. Dạ thưa sư, dạ kính sư, kính thỉnh sư cầm mic để giải thích và cho con lời khuyên hữu ích ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Thì sự thật ra đó, cái lợi ích của cái thiền định á, nó đã có rất là lâu đời rồi. Từ xa xưa, trước khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, trước khi Bồ Tát chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác, thì quý vị nhớ rằng đó, khi mà Bồ Tát
đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác thì cũng phải nương vào cái thiền định, để làm cái nền tảng để cái tâm nó an trụ xong rồi mới chuyển qua cái thiền tuệ. Và chỉ có thiền tuệ nó mới diệt tận được si mê vô minh, mới đoạn trừ cắt đứt được các cái nhân để đưa đến sanh tử luân hồi. Rồi á, cái thiền định này á, là rất nhiều cái vị đạo sĩ người ta đã thực hành rồi. Bây giờ đó là sao? Bây giờ là cái gọi là cái biến tướng, cái biến thể, giống như quý vị thấy không, cái con virus mới đầu nó là cái con virus ở Vũ Hán đó. Rồi bắt đầu cái nó lan tràn đi, rồi nó cũng biến thể ra từ từ cái con biến, có cái mầm móng cái gốc ở Vũ Hán đó. Nhưng mà bây giờ nó đi rồi nó biến thể ra là ở Ấn Độ là cái gì đó, Delta, rồi cái gì nữa, đủ thứ, nó là pháp. Đó phải không? Thành ra cái thiền định nó vậy á. Quý vị biết rằng á, tại vì mình không có ấy, những cái nhà trí thức ở bên Âu Tây đó, họ đi vào những cái hang động ở núi Hy Mã, trong cái vùng, những cái hang động sâu thẳm trong đó còn có những cái vị đạo sĩ, những cái người này tu tập theo cái thiền định đó, để duy trì cái thọ mạng. Có người họ sống trên cả mấy trăm năm rồi, nhưng mà cái phương pháp này Đức Phật nói là cái phương pháp sai lầm, nó không có đem đến cái, nó có cái sự an ổn đó ha, nhưng mà nó không phải là cái chỗ đáng nương. Tại vì an ổn bây giờ sống cái ở thế gian này á, cao nhất là nhiêu, có những người sống tới 220 tuổi, phải không? Nhưng mà sao rồi cũng chết. Cái chúng sanh mà ở trong thế gian này sống lâu nhất là những cái vị mà ở cõi trời phi tưởng đó. Cái tuổi thọ mấy vị này á, 84.000 kiếp. Lấy cái ví dụ là cái quả đất nè, quả đất nè, ba kiếp mà sanh, trụ, hoại không, hay là thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, mà cái một cái quả đất này mà nó trải qua một cái kiếp như vậy đó, bởi vì biết cái thời gian nó rất 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 là lâu, mà cái gì mà Phạm Thiên ở cõi mà phi tưởng xứ là 84.000 lần cái quả đất này nó tiêu hoại, nó thành rồi, nó tiêu hoại, thành tiêu hoại 84.000 như vậy á, thì mới hết cái tuổi thọ của vị đó. Bởi vì thấy nó lâu lâu biết chừng nào không? Nhưng mà rồi sao? Rồi cái vị này hết tuổi thọ cũng chết. Cũng bị tái sanh luân lưu trở lại. Nếu mà phước cái quả lành nó đến thì cái vị này á, từ cái cõi mà Phạm Thiên á, tái sanh lại trong cái những cái cảnh giới tốt đẹp thì còn đỡ, nhưng mà do những cái quả bất thiện đến lúc nó trổ quả, từ từ cõi Phạm Thiên có khi rớt xuống dưới khổ cảnh đúng chân đó. Cho nên á, cái tuổi thọ kéo dài nó không có nói lên được cái gì hết. Cái tuổi thọ mà càng kéo dài, càng kéo dài lê lết cái thân ngũ quẩn trên thế gian này là càng khổ đau. Ngày nào mà chúng ta còn hiện diện
còn luân lưu ở trong tam giới này, ngày nào mà chúng ta còn trôi lăn trong cái dòng quay sinh tử hồi là còn khổ. Chứ chúng ta đừng nghĩ là ở cõi cõi chư thiên, cõi phạm thiên là nó an ổn, không có đâu. Nó cũng là bấp bênh, cũng là vô thường, cũng là luôn luôn biến đổi. À, nhưng mà có nhiều khi ấy, cái gì cái sự khổ á, nó ẩn tàng, nó vi tế quá mình không thấy. À, chừng nào mà nó đau quằn quại vô cấp cứu rồi nào máy móc rồi đủ thứ chuyện ấy. À, chìm nước biển rồi hô máy máy hô hấp rồi quá trời đó, lúc đó mình mới tưởng cái đó là khổ đó. Mình đang khổ trong từng giây từng phút này, từng sát na mà mình không biết. Thành ra kéo dài cái thân ngũ quẩn này, kéo dài cái tuổi thọ ở thế gian này là đồng nghĩa với kéo dài cái sự khổ, nhưng có lợi ích gì đâu. À, đồng ý là nó cũng có một cái phương pháp để mà nó đem đến cái sự an lạc, không? Thành ra đó quý vị thấy rằng nó cái biến tướng từ cái thiền đó, nó biến tướng cái thiền chỉ, thiền định đó, nó biến tướng ra nhiều cái lắm, không? À, bên Bắc Tông thì nói gì, niệm A Di Đà, à, lục tự Di Đà, ai niệm A Di Đà, ai là thì sẽ được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương. Yeah. Mà khi mà mình cái tâm mình cố mình định vô, mình ngồi mình lành chuỗi mình định vô, mình niệm mình định mạnh vô cái niệm của mình, thì lúc đó cái tâm định không cần quý vị niệm A Di Đà, quý vị niệm cái gì bất cứ một cái đề mục nào, mà nếu mà tâm quý vị định là nó cũng hỷ lạc, nó phát sanh à. À, rồi á, rồi cái bắt đầu nó biến tướng ra nhiều cái phương pháp, ví dụ như cái gọi là cái pháp luân tâm, à, chân thiện nhẫn, thấy không? À, chân thiện nhẫn đó, rần rần cũng một thời gian, cái trào lưu, cái phong trào nó vậy đó. Rồi tới cái gì, cái gì cái bà mà Thanh Hải vô thượng sư đó, thấy không? Cũng ô trời đất ơi, lúc đó là người ta là bắn đĩa rồi này kia cái nó cũng rần rần một thời gian, à, đổ xô nhau chạy theo thành thiền theo cái pháp môn của bà Thanh Hải vô thượng sư rồi kia nọ, không? Rồi bây giờ bả rồi, à, không? Rồi bây giờ á thì cái vậy đó, cái nó biến tướng, nó chuyển biến các cái pháp thế gian, nó là vậy. Thành ra nó quý vị thấy rằng đó, cái con virus này đó thì nó cũng vậy đó, à, nó cũng là cái pháp thử đó, à, nó cũng biến chuyển, chứ nó đâu phải là cái nguồn gốc nó như ban đầu, thấy không? Nó cứ đi tới đi vô những cái cơ thể của cái người này đó, thì sao? À, cái cơ thể người này mà có cái sức đề kháng, đầu đầu nó biến chuyển, nó thay đổi để nó tấn công, à, thành ra khi mà nó tấn công cái người này thì nó trở thành cái biến thể mới rồi, rồi cái bắt đầu nó đi đến những cái là chủng người khác thì nó lại biến thể khác vậy, đó. Thành ra ở thế gian nó vậy. Đức Phật nói rồi, ngoài tam bảo ra là không có một cái nơi nào mà để chúng ta nương tựa. Ngoài cái con đường thiền tuệ, à, minh sát, không, ngoài cái con đường này ra không có một cái phương pháp nào mà đưa chúng ta thoát khỏi cái thế gian này hết. À, đó, thành ra Đức Phật đã khẳng định rồi,
Đây là cái con đường độc nhất. Không có nơi nào nương tựa vững chắc bằng nương tựa vào pháp bảo. Hãy lấy pháp bảo là nơi nương tựa, hãy lấy pháp bảo là hòn đảo. Ngoài tam bảo ra không có chỗ cái pháp nào mà nương tựa được đâu. Thấy không? Chính ngài Đức Thế Tôn ngài cũng sử dụng cái phương pháp minh sát tuệ này để đạt đến những cái tuệ giác. Còn những cái thiền định á, thì cách này cách kia cách nọ đó, nó chỉ là một cái phương pháp làm cho chúng ta tạm thời lắng dịu thân tâm. Thành ra đó, tại sao mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ được cái trạng thái là an lạc, an vui. Tại sao? Tại vì trong cái đời sống hiện tại này, chúng ta làm việc quá nhiều đi, quá tải đi. Cơm áo gạo tiền rồi công ăn việc làm rồi á, là điều phải điều quấy rồi xã giao rồi đủ thứ chuyện, giống như cái máy mà quý vị mà xài nó là hết công suất vậy đó. Thấy không? Cái máy nổ quý vị mà xài nó gọi chứ là hết ga thì sao, cái máy nó sẽ mau hư, các cái đồ đạc trong cái máy nó mau hư. Mà khi mà mình hành thiền á, mình hành thiền á, là bắt đầu thân tâm mình từ 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 nó lắng dịu lại. Có rất nhiều những cái nhà khoa học, những cái nhà y học, họ nghiên cứu về điện não đồ, về điện tâm đồ, rồi lưu lượng oxy ở trong máu, rồi các cái rung động dao động ở trong cái thân thể của một cái người hành giả khi mà hành thiền là nó lắng dịu trở lại hết. Cái lưu lượng máu nó không có quá cao. Rồi cái hơi thở nó rất đều, rồi cái điện tâm đồ, cái điện não đồ nó lắng dịu xuống hết. Đó thì giống như cái máy quý vị mà chạy đúng không, biết nó hết ga thì nó phải mau hư. Còn nếu bây giờ mình cho nó lắng dịu lại thì nó sẽ an ổn. Cái máy này sử dụng nó bền hơn. Đó, thành ra cái trong cái khi mà quý vị hành thiền nó có rất nhiều cái phước báo. Nếu mà nói rộng nó tới 28 cái ân đức. Nhưng mà bây giờ mình không đi vô chi tiết làm gì. Nhưng mà cái điều quan trọng của vấn đề hành thiền định là để cho cái thân tâm mình nó trở về cái trạng thái quân bình. Thì khi mà cái tâm mình nó trở về trạng thái quân bình thì những cái cơ hội để cho bệnh tật nó sanh khởi không có. Rồi khi mà mình định tâm trong cái đề mục thì như vậy đó, không có cơ hội để cho phiền não nó sinh khởi. Rồi khi mà định tâm nó đến thì sao, có phỉ lạc an lạc nó sinh khởi. Bây giờ quý vị niệm cái đề mục nào mà quý vị có sự định tâm là cũng có sự an lạc, chứ không phải là phải cái pháp luân công rồi pháp gì gì. Ô giờ nó đủ thứ chuyện đến đời hết. Thì nó từ cái gốc nó từ thiền định thiền chỉ mà ra thôi. Món ăn á thì từ gì, món ăn thì nó từ những cái vật thực căn bản, rau củ rồi thêm thịt. Thì thịt thì nó có nhiều, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt heo, rồi cá, rồi gì đó. Thì tùy theo cái ý thích của cái người đầu bếp.
hay là ý thích của thực khách. Rồi bắt đầu cái người đầu bếp này họ sẽ làm những cái món đó để hợp khẩu vị với cái người thực khách. Mà họ ăn mà vừa với đúng cái ý họ thì họ khá ngon, nhưng mà người khác chưa chắc là ngon. Thì chúng ta phải phải hiểu vậy. Đức Phật đã khẳng định rồi, chỉ có cái con đường thiền tuệ này thì nó mới đem đến giải thoát. Con đường duy nhất, con đường độc đạo, ngoài con đường này ra là không có con đường nào khác hết. Để điều đó đã khẳng định chúng ta có một cái niềm tin vững chắc vào cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta không có còn hoài nghi. Sở dĩ mà chúng ta chưa có nỗ lực thực hành một cách miên mật rốt ráo là gì? Một là chúng ta còn dễ vui, hai là chúng ta còn hoài nghi. Không biết hành thiền tuệ mà thấy khó quá, cái gì phải quan sát danh sắc sanh diệt rồi nhè đủ đủ thứ rồi vô thường khổ vô ngã tùm lum la, không biết là chắc chắn nó có đưa đến cái đạo quả hay không. Chính vì chúng ta còn hoài nghi cho nên cái niềm tin mà chúng ta đặt vào cái pháp hạnh nó chưa mạnh mẽ, thấy không? Thành ra mình hành mà mình còn lơ lơ vừa chơi vừa tụng, thấy không? Bữa nào mà hứng hứng lên vui vui hành thiền, bữa nào ấy thì thôi bữa nay mệt quá thôi nghỉ, bữa nay bận công việc quá thôi nghỉ, bữa nay mất đi chỗ này đi chỗ kia đi chỗ nọ bận quá thôi nghỉ, không đó. Thành ra làm sao mà nó có kết quả được. Mình nấu cái ấm nước một hồi thì mình dồn rơm tỏ đồ vô, lá dừa đồ vô, mình đốt phân 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 phân, rồi cái mình đốt ngồi được cái ấm nước nó chưa có sôi bỏ mình đi rồi. Mình đi cả buổi cả ngày sau mình mới trở lại, nói trời nấu hoài mà sao nó không sôi, bởi vì cái lửa nó đâu có cháy đều đâu mà sôi. Hồi thì quá hào quá đế, phân 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 phân, ngồi thì lạnh tanh, rồi làm sao mà nước ở trong ấm nó sôi được, thấy không? Đó, do cái gì? Cái tâm mình á còn dễ vui, còn thích chạy đuổi theo cái trần cảnh sắc thinh vị xúc ở bên ngoài, rồi một phần nữa cái niềm tin của mình á nó chưa có vững chắc. Bữa nay nghe nói bây giờ ở trên Tây Ninh thầy Thông Lạc cũng dạy hay lắm, cầu độ cái phương pháp ổng hay lắm, người ta học đông lắm, rồi chạy lên trên Tây Ninh học theo ông thầy Thông Lạc. Rồi cái bữa kia cái nói cái pháp hành của gì ông Tư ông Tám gì đó, hành thiền để bay lên cõi trời, lên chơi ở trên tiên cảnh rồi thế này thế khác, chạy theo cái phương pháp của ông Tư ông Tám gì đó. Rồi mai mốt cái phương pháp mà uống nước lạnh mai mốt cái đạo chuối đạo sôi đạo dừa rồi nó tùm lum tà la đó. Tại vì mình chưa xác định được cái niềm tin mình vững chắc vào Tam Bảo, cho nên mình cứ lẩn quẩn mình chạy hoài ha. Thành ra ông Trịnh Công Sơn đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Cái pháp nó hiển hiện, nó có ngay đây nè, mà mình không có chịu nhận thức, mình chịu thực hành theo. Mình đứng núi này trong núi nọ, mình chạy chạy hoài chạy hoài chạy cho thế mà thân mệt mỏi uể oải, cận tử nghiệp nó đến rồi, mình ra đi mà mình không có đem được chút gì đó. Tại sao phải cứ vậy đó, đứng núi này trong núi nọ chạy vòng 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 hoài, không có rốt cuộc không có đạt được cái kết quả lợi ích gì hết.
Thấy không? Cái người mà cái người sinh viên là xác định được cái môn học của mình. À, bây giờ á, nhất định là mình học cái môn học này thôi. À, còn một cái người sinh viên á, không có xác định được. À, hồi thì thích học học luật. Cái học luật có khô khan, chán quá. Thôi, bây giờ học học cái ngành khác. À, học ngành khác cái cũng không có xác định cái tư tưởng đúng nữa. Học được nằm cái chán nản quá thôi, cái ngành này cũng không có hợp với mình, chạy qua học ngành khác. Thành ra sao, rốt cuộc bạn bè người ta học 4 năm người ta ra trường, còn mình học 7-8 năm này mà chẳng có môn nào ra môn nào, chẳng có ra ngô ra khoai ra môn gì hết. Thành ra đó, thành ra chúng ta đừng có bao giờ, hãy bây giờ chúng ta xác định cái con đường của mình. À, mình đã đi theo cái lời Phật dạy thì bây giờ ai có nói gì nói cái chuyện của ba. Cái chuyện của mình là đi đúng trên cái con đường giới định huệ mà Đức Phật đã chỉ dạy. À, đi đến đúng trên cái con đường bát chánh đạo. À, đi đúng theo cái phương pháp thực hành thiền định, thiền tuệ, lấy thiền định làm nền tảng để phát triển thiền tuệ. Nếu chỉ có cái thiền tuệ này mới có đủ sức để phá tan vô minh, diệt trừ tận gốc si mê phiền não thì mới đi đến giải thoát. Đức Phật đã khẳng định rồi, ngoài con đường này là không có con đường nào khác. Đó mới là chân lý. À, đó mới là chân lý tuyệt đối. Quý vị thấy rằng cái lời khẳng định của Đức Phật ta cách nay gần 2600 năm rồi, nhưng mà quý vị áp dụng nó vẫn đúng như thường. Còn những cái biến tướng, biến thể đồ gì đó, cái chuyện nó của ba. À, mình vững tin, cái niềm tin mình, mặc dù mình chưa có phải là mà thánh nhân, chưa có bất động, nhưng mà ít ra mình cũng có phải có một cái niềm tin vững vàng mãnh liệt vào cái lời dạy của Đức Phật, vào cái các phương pháp thực hành mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta sẽ đạt đến cái lợi ích tốt đẹp nhất, những cái lợi ích mà quan trọng nhất trong cái đời sống hiện tại này. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích và giảng giải cho lời khuyên hữu ích. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con cũng rất kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi của đạo hữu Hồng Mai. Dạ thưa sư, con cũng đã gặp cái trường hợp này trong thời gian qua, thì gia đình con có cũng bị coi như là gặp cái cũng bị Covid nó hoành hành, do đó cũng được nhiều các bạn đạo Phật tử, trong đó có cả những người mà Phật tử của Phật giáo Nam truyền, gửi đến cho con những cái bài pháp về pháp luân công rồi chân thiện hảo. Dạ cũng nói là hay lắm, hành đi. Con thì con không có đọc vì mình biết đây là không phải là cái con đường đi của mình. Con cũng biết là như vậy, con cũng không đọc và con cũng không hiểu nội dung ở bên trong đó như thế nào. Nhưng mà qua cái lời giảng giải thích của sư thì con cũng hiểu đó là một cái biến tướng của thiền định. Nó giúp cho mình an tịnh tâm tạm thời, và nhưng mà nó cũng không đưa đến sự giải thoát, và mình thực hiện như vậy là mình đã đi sai với con đường của Đức Phật đã giảng dạy. Dạ, qua cái lời giảng của sư thì con hiểu hơn. Dạ con rất kính tri ân sư ạ. Dạ bây giờ xin mời các đạo hữu mình tiếp tục câu hỏi để sư giảng giải và đạo tràng cùng học hỏi ạ.
Dạ con thưa sư, khi mà đạo tràng chưa có ai có câu hỏi thì con xin hỏi câu hỏi như vậy ạ. Trong bài học á, thì câu hỏi thứ nhất số 1 của chư thiên thì vị này nói là xuất gia bỏ ái dục. Khi mà kiếm đã chặn ra như lửa cháy trên đầu, tỳ kheo hãy chánh niệm xuất gia bỏ ái dục. Nhưng Đức Thế Tôn trả lời á, là như kiếm đã chặn ra như lửa cháy trên đầu, tỳ kheo hãy chánh niệm xuất gia bỏ thân kiến. Thì giữa cái ái dục này với cái thân kiến, nếu mà mình bỏ ái dục thì như vậy á, thì mình đã là chứng quả là Anaham. Còn nếu mà mình bỏ thân kiến thì mình mới là Tu Đà Hoàng thôi. Thì tại sao Đức Phật lại nói là mình bỏ thân kiến, hãy bỏ thân kiến trước, mà không đồng ý với cái vị chư thiên là hãy bỏ ái dục trước? Dạ con chưa hiểu điều này. Dạ con kính thỉnh sư giảng giải để con hiểu thêm ạ. Dạ con kính tri ân sư, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trước khi mà giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung, cũng xin có đôi lời là có nhiều khi sư nói pháp, sư nói pháp mà những lời mà thẳng thắn, đúng pháp. Thì ta nói lời thật có nhiều khi mất lòng. Nhưng mà quý vị sư cũng xin sám hối với chư Tôn Đức. Và nếu mà có gì không phải thì quý vị hoan hỷ. Tại vì khi mà mình nói thì mình phải nói đúng chân lý, đúng cái lời dạy của Đức Phật. Chứ sư ở đây sư không có ý là chê bai một cái pháp môn nào hết. Có những pháp nô môn thì nó cũng có đem đến cái lợi ích. Nhưng mà sư nói ở đây để phân tích cho quý vị thấy cái nào là cái lợi ích nhưng mà nó không có đem đến cái lợi ích tốt đẹp cao thượng nhất. Thành ra để mình phân tích để mình thấy thôi, chứ còn mình hành cái nào thì nó cũng có cái tốt của nó. Nhưng mà chỉ đi theo đúng cái con đường của Đức Phật thì chúng ta mới thoát khỏi cái phiền não, thoát khỏi khổ đau, đạt đến thánh đạo thánh quả. Thì có gì xin quý vị quan hỷ. Còn cái câu hỏi của cô Kim Nhung thì nói gì? Thì quý vị biết rằng cái gì mà thánh Tu Đà Hoàn thì phải diệt trừ ba cái hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, thì mới đạt đến sơ đạo sơ quả, trở thành bậc thánh nhập lưu hay là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Còn cái mà bỏ ái dục, bỏ ái dục thì khi mà cái gì mà Tư Đà Hàm nữa thì diệt trừ được tham sân ở dạng thô. Dạng thô vị A Na Hàm mới trừ được tham và sân. Nhưng mà đó, chúng ta mà muốn diệt trừ được tham sân thì chúng ta phải đi từng bước. Tại vì cái căn bản, bởi vì nhiều khi á quý vị học mà quý vị chê những cái pháp thấp thỏi, quý vị chạy đi tầm cầu đi tìm kiếm những cái pháp cao siêu, không, quý vị quên những cái pháp căn bản. Nó phải đi từng bước. Có những pháp nó phải đi trước. Bởi vậy trong pháp nó mới có là tiền sanh duyên. Những pháp này nó phải là khởi đầu.
Bây giờ á, quý vị làm nhà mà giờ mình cứ chạy lo làm vách thên nóc nít đồ kia nọ mà không không làm cái gốc của nó, cái nền móng, cái đế ở dưới, những cái chân cột cho nó vững, thì làm sao cái ngôi nhà mà vững chắc được. Những cái pháp mà căn bản nhất mà mình không không đo. Người ta chỉ thấy cái phần trên thôi, nhưng mà những viên gạch, những hòn đá, những hòn sỏi mà nó nằm ở dưới cái móng, nằm ở dưới cái chân của cái cột, nó rất là quan trọng. Chính nó mới nâng đỡ cho cái ngôi nhà nó vững chắc. Còn ở trên này là sơn phết tô vẽ rồi, là chỉ để trang trí thôi. Thành ra có những pháp nó bắt buộc, nó là phải pháp khởi đầu, nó là cái tiền sanh duyên, nó là cái nhân để hỗ trợ cho các pháp kế tiếp sanh khởi, là hậu sanh duyên hay là đồng sanh duyên. Còn mình cứ cứ thấy cứ cứ thích cái nào xào cái nấy, thích cái nào học cái nấy, thích cái nào làm cái nấy, mà mình không biết cái nào nó là nhân. Thành ra đó, quý vị thấy mình hành hoài mà sao mình không có đạt được, tại vì sao? Mình chưa phân tích, mình chưa thấy cặn kẽ cái tuệ giác đầu tiên ở trong cái thiền tuệ là gì? Cái phân biệt danh sắc. Cái phân biệt danh sắc như thế nào là danh, như thế nào là sắc. Rồi cái danh sắc nó sanh diệt như thế nào? Nhân đâu, quả đâu? Cái nào là nhân, cái nào là quả? Đó, những cái tuệ giác này mặc dù nó rất là thấp thỏi, nhưng mà nếu mà quý vị, cái vị thiền sư nó, quý vị nói quý vị đạt kinh nghiệm này, để kinh nghiệm kia, kinh nghiệm gì biết, nhưng mà bây giờ vị thiền sư hỏi để quý vị phân tích trong cái hơi thở, cái nào là danh, cái nào là sắc, mà mình phân tích mà lộng cộng là nó không có rõ ràng, là người ta biết mình chưa có được cái gì hết. Thấy không? Đó, thành ra chúng ta học mình phải đi từ cái thấp thỏi, cái căn bản. Những pháp nào bắt buộc nó phải hiện diện, nó phải có mặt, nó phải khởi để tạo điều kiện cho các cái pháp khác nó sanh khởi. Bởi chúng ta phải gì? Phải có cái chánh tâm, cái tâm mình hướng về những cái điều chân chánh, tìm tòi về những cái điều chân chánh lợi ích, thì sao? Cái chánh tâm nó mới có, thì bắt đầu mới có chánh tính. Mà khi mà có chánh tính rồi đó, có niềm tin chân chánh rồi đó, mới có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn mới chánh niệm, chánh định, mới chánh tuệ. Thấy không? Cứ lăn xăng à, giờ tôi tu tuệ. Bây giờ chưa có cái những cái pháp này, nó là cái căn bản, nó hỗ trợ, nó là nền tảng, làm sao mình mà mình đạt được cái tuệ. Thành ra mình phải đi từng bước từng bước, từng những cái pháp căn bản trước. Chính những cái pháp căn bản này nó tạo cái nền tảng để cho nó là nhân, để cho các cái pháp khác tiếp tục phát triển sanh khởi. Thành ra đó là nó đi đi từng bước vậy đó.
phải diệt trừ ba cái. Đức Phật đã cho mình cái đáp án rồi. À, bây giờ á, mình thấy là mình đạt được kinh nghiệm này, kinh nghiệm kia, kinh nghiệm nọ, nhưng mà mình tự phản tỉnh, mình soi xét lại coi bây giờ á, mình diệt trừ được thân kiến chưa, à, diệt trừ được hoài nghi đối với tam bảo chưa, à, loại trừ hoàn toàn cái giới cấm thủ chưa. Thì khi mà mình tự phản tỉnh, mình xem xét vậy đó, mình sẽ biết mình đạt hay không đạt nha. Chứ đừng có đi bởi vậy. Hồi đó đó, ngày ngày Hòa Thượng, ngày Thiền Sư Sư Minh, ngày rất là rầy mấy cái vị thiền sinh cứ lâu lâu lên trình pháp. Dạ bên ngày giờ con hành dày, à, con đạt được cái gì? Ngài nói chưa có đạt gì hết á, vậy lo hành thiền đi. Nào, mình đạt hay là mình chưa đạt mình không biết, giờ mình đi hỏi ai? Đức Phật đã giải rồi đó, đó. Thành ra đó, những cái pháp này, những là cái gì, là pháp kính. À, mình muốn biết nó đúng pháp không đúng pháp, mình phải coi, à, lấy cái pháp để mình soi rọi, mình so sánh, mình đối chiếu, à, mình biết cái pháp này mà đúng cái pháp của Đức Phật dạy không, thì mình phải lấy cái chánh kinh, mình đối chiếu, mình so sánh nó đúng, nó khế hợp với kinh, khế hợp với luật, à, thực hành nó đem đến cái sự lợi ích tốt đẹp, an ổn, giải thoát, thì là lời của Đức Phật dạy. Còn nếu mà mình so sánh với kinh, à, so sánh với lực mà hành nó, à, tạo cái những cái chướng ngại, những cái vướng mắc, những cái dính mắc, à, tạo ra những cái giới cấm thủ, như vậy là không phải lời Đức Phật dạy. Hỏi cần đi hỏi ai thôi. Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái phương pháp mà để chúng ta đối chiếu so sánh nè, thấy không? Cái quý vị thấy trong cái mà cái chuyện mà Tây Du Ký đó, à, cái con yêu quái nó giả làm Tề Thiên mà không có ai mà phân biệt được đó. Cuối cùng là Tề Thiên phải chạy lên mượn cái kiếm chiếu yêu của bà Quan Âm về để chiếu mới thấy được cái con yêu nó giả làm Tề Thiên đó. À, còn trong y học á, người ta muốn thấy được những cái con vi trùng, à, những cái con virus á, thì sao? Thì người ta phải dùng cái kính hiển vi. Thì trong pháp Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta so sánh, xem xét, chúng ta phản tỉnh, à, duyệt lại những cái gì mà mình đã thực hành, coi có đúng pháp hay không, à, thì biết sẽ mình sẽ đạt được cái gì, mình được kinh nghiệm được những cái gì. À, à, thành ra chúng ta học, chúng ta phải biết cái gì, chúng ta cũng phải đi từng bước, phải thực hành từ những cái pháp căn bản để đem đến cái lợi ích tốt đẹp, để đạt đến những cái pháp mà cầu. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui, cầu mong gia đình cô luôn luôn được an ổn. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con qua lời giải thích của sư thì con cũng hiểu. Dạ tại sao mà Đức Phật lại nhấn mạnh là bỏ thân kiến trước, trong khi cái vị chư thiên thì nói là mình bỏ ái dục. Bỏ ái dục tức là tới thánh tam quả rồi, còn bỏ thân kiến thì mới thánh sơ quả, tức là mình phải đi từ thấp trước rồi mới đi lên cao. Dạ con đã hiểu cái phần này thưa sư. Dạ bây giờ xin mời đạo tràng ạ, xin mời những bàn tay xinh đẹp của quý vị ạ. Quý vị nào giơ tay ạ, xin nhường mic ạ. Dạ con thưa sư, trong khi mà chưa có câu hỏi của quý vị
Thì con xin hỏi thêm một câu hỏi nữa thưa sư. Dạ, trong bài này á, thì có cái từ chánh niệm đó thưa sư, và trong khi mà sư giảng thì cô sư cũng nói là chánh niệm tỉnh giác. Dạ, con thì con cũng nghe sư đã giải thích và con cũng nghe giải thích nhiều lần cái chữ chánh niệm với chữ tỉnh giác, nhưng mà rồi cái con vẫn còn thấy mình còn mơ hồ thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư một lần nữa giải thích cho con cái chữ chánh niệm và tỉnh giác. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, con kính dâng mic đến cho sư ạ. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì chúng ta biết á, cái niệm á, nó là cái sự ghi nhớ, thấy không? Ghi nhớ, ghi nhận cái những cái đối tượng nó đang hiện hữu. Nhưng mà lúc đầu á, cái niệm của mình á, có nhiều khi nó chưa phải là chánh đáng. Thí dụ như mấy ông luyện bùa luyện chú, ông cũng có niệm gì, thấy không? Khi mà quý vị làm một cái công việc gì đó, quý vị hoàn toàn chú tâm hết sức vô cái công việc đó là có niệm. Mà có niệm mới có định, thấy không? Đó, khi mà quý vị đọc sách, cái nhà văn này họ viết cái cuốn sách rất là hay, nó hút cái tâm mình vô. Lúc đó là mình hoàn toàn mình không có biết gì ngoài những cái tình tiết của cái câu chuyện mà cái ở trong cái cuốn sách nó đang diễn tả. Là sao? Là quý vị có niệm cho nên quý vị cái định tâm quý vị nó dính nó vô trong cái câu chuyện cuốn hút của cái câu chuyện trong cái quyển sách, quyển tiểu thuyết rồi. Ha. Nhưng mà cái niệm đó là tà. Nó là không có đúng, không có, nó là phiền não. Ha. Đó, rồi, bây giờ á, bây giờ mình niệm cái hồng danh Đức Phật, Bố Thô, A-ra-hăng, ha. Thì bây giờ á, cái niệm này đó, cái niệm này đó, nó chánh, gọi là chánh. Nhưng mà điều của cái là chưa phải cái chánh niệm mà ở trong mà bát chánh đạo á, là sao? Cái niệm đó nó gọi là chánh niệm đó là nó phải thấy được, phải phân được cái danh sắc, phải thấy rõ được cái danh sắc nó sanh diệt, nhân quả đó. Khi mà đạt được cái kinh nghiệm như vậy rồi đó thì mới nói là chánh niệm. Thành ra nó cái chánh niệm nó đi từng bước. Những cái niệm khác đó, nó là tà niệm. Tà niệm nó mới đưa đến tà định, thấy không? Còn những cái đề mục chân chánh, ví dụ như niệm niệm hồng danh Đức Phật, niệm về các cái thân ngũ uẩn là 32 thể trược rồi đó, ha. Thì cái này á, là nó cũng là chánh niệm, nhưng mà chưa phải là cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Đó. Khi nào mà chúng ta có được những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác về phân biệt danh sắc, rồi danh sắc sanh diệt thay đổi theo nhân quả, chúng ta biết được cái giới đất nó bị chi phối bởi cây luôn luôn là thay đổi, vô thường, khổ, ngã đó,
Đó thì lúc đó đó cái này mới gọi là chánh niệm, chánh niệm trên cái trong cái con đường thực hành à bát chánh đạo. Rồi cái tỉnh giác, cái tỉnh giác là mình thấy nó như thật với trí tuệ à, mình không có thêm thắt cái gì hết, đối tượng nó như thế nào biết như thế đó à, đối tượng bây giờ hơi thở, hơi thở vô hơi thở ra à, nó như thế nào biết như thế đó à, rồi đi tới cái gì, đi tới cái mà mình bỏ luôn cả cái chế định, cái tục đế gọi là thở vô thở ra nữa. Tại vì khi mà còn thở vô còn thở ra là còn cái hình tướng, còn dính mắt với dướng mắt với cái chế định, cái tục đế, mà mình nhìn vào cái gì, nhìn vào cái chuyển động, chuyển động nó đang diễn ra, cái chuyển động là sắc, biết được cái chuyển động này là danh, không? Khi cái chuyển động nó vừa sanh khởi, tâm ghi nhận, biết cái sự chuyển động nó sanh, rồi cái chuyển động nó sanh nó kéo dài nó chấm dứt, cái tâm ghi nhận cái việc của cái chuyển động này, ha? Thì như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy gì? Danh sắc sanh diệt, sanh diệt, ha? Thì lúc đó đó là chúng ta biết trọn vẹn từ lúc mà sắc sanh danh sanh, sắc diệt danh diệt, trọn vẹn cái đó với trí tuệ sáng suốt là tỉnh giác à. Cái chánh niệm nó là cái làm cái việc của nó là ghi nhận, ghi nhớ cái gì nó đang diễn ra, còn biết rõ được cái nào là danh, cái nào là sắc, cái lúc nào nó sanh lúc nào nó diệt, là cái đó là cái danh. Mà luôn luôn á, cái niệm mà nó phải đi với trí tuệ thì mới có tỉnh giác nha. Có đôi lúc mình niệm một cách hời hợt thì sao, thì lúc đó niệm nhưng mà không có tỉnh giác. Khi mà có tỉnh giác là chắc chắn phải có niệm đó. Thành ra chúng ta phải 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 phân biệt như vậy đó à. Thành ra có những lúc mà chúng ta sử dụng cái chánh niệm, cái chánh niệm ở đây là phân biệt giữa cái chánh niệm với tà niệm. Còn cái chánh niệm tỉnh giác mà à, nó cao hơn trong cái thực hành thiền tuệ à, chánh niệm ở trong bát chánh đạo à, thì lúc đó chúng ta phải đạt được những cái tài giác, những cái kinh nghiệm trong pháp hành, thì lúc đó nó mới trở thành đúng cái sự chánh niệm ở trong bát thánh đạo, để chúng ta phân biệt từng cái giai đoạn. Em xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Dung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ thưa sư, con cũng hiểu thế, dạ con cũng được sư nhắc nhở như vậy thì con cũng một lần nữa thêm một cái dấu ấn ở trong cái trí nhớ của con. Dạ như vậy là niệm tức là mình chỉ ghi nhận thôi, ghi nhận tại thời điểm đó, còn chánh niệm là ghi nhận đúng, nó khác với tà niệm. Còn tỉnh giác có nghĩa là mình thấy như thật, thấy chân đế, rồi mình biết trọn vẹn sắc sanh danh sanh, rồi sắc diệt danh diệt, đó là niệm cộng với trí tuệ. Dạ con vậy là con hiểu sai, con tự tỉnh giác có nghĩa là mình tỉnh táo trong khi mình niệm, thì con đã hiểu sai cái phần này rồi ạ.
Dạ con xin ghi nhận cái lời giải thích của sư. Con kính tri ân sư. Dạ chánh niệm tỉnh giác là cao hơn so với chánh niệm dạ, là có trí tuệ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ thấy Hồng Mai giơ tay. Dạ con xin mời Hồng Mai ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Và thưa sư, có phải là khi mà mình có sự đau khổ bởi vì cái sự dính mắc và sự ham muốn mình tạo ra cái sự đau khổ đó, và khi mà hình dung chung đó, thì là sự buồn rầu là thường là những người trong thế gian của chúng ta thường hay bị dính mắc vào cái đó, thì có phải chăng là khi mà sự dính mắc càng sâu á, thì cái sự đau khổ càng nhiều, và khi mà ta bớt dính mắc á, thì cái sự đau khổ nó sẽ không có nhiều lắm và có thể là chúng ta sẽ bình tĩnh hơn trong những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như trong dịch bệnh này, thì nói chung là cái thiên nhiên này nó có sự bất toàn. Nhưng mà trong cái sự bất toàn của nó thì cũng có một cái sự hoàn hảo nào đó mà để chúng ta tham khảo, chúng ta học, và đó là một bài học để mà chúng ta thể hiện ra cái sự hiểu biết không dính mắc vào những cái hoàn cảnh, những cái gì mà đối với ta là quen thuộc mà ta phải chấp nhận cái sự thay đổi. Và vì không dính mắc và chấp nhận được sự cái thay đổi trong cái thiên nhiên hoặc trong hoàn cảnh xã hội thì cuộc sống của con người bớt đau khổ và bớt dính mắc, phải không thưa sư? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Cô Hồng Mai Quan Hỷ để sư trả lời cái câu hỏi của Tina, rồi sư sẽ giải đáp cái câu hỏi của cô Hồng Mai nha. Thì chúng ta phân biệt được có nhiều khi cái danh từ mình lu bu rồi nó rối ren, nghiệp là nhân. Quả là nhân, nó cho cái kết cái quả. Cái nghiệp là nhân, nó đưa đến cái hậu quả. Thấy không? Nhiều khi mình nói là nghiệp quả, chứ nghiệp là nó là nhân, mà chính vì nhân mới có quả. Rồi cái gì? Cái nhân quả thì cũng vậy, có nhân mới có quả. Thấy không? Bây giờ mình đem một cái hạt giống, mình đem mấy cái hột đậu mình gieo xuống, thì cái những cái hạt đậu này đó nó là nhân, nó nảy mầm, nó thành cây, rồi nó mới cho những cái trái kết quả. Thấy không? Đó, thành ra đó nghiệp là nhân đưa đến cái hậu quả của cái nghiệp đó. Nếu mà nhân thiện thì đưa đến cái quả lành. Cái nghiệp, cái nhân bất thiện thì đưa đến cái quả khổ đau. Chúng ta phải phân biệt vậy đó. Hả, mà nghiệp thì nó cho cái quả của cái nghiệp đó. Cái nhân tốt, nhân thiện đưa đến quả an vui, nhân bất thiện đưa đến cái quả khổ đau. Xin giải thích cái câu hỏi của Tina. Còn cái câu hỏi của cô Hồng Mai đó thì
Chúng ta thấy rằng á, thôi cô Hồng Mai Quang Thủy lặp lại cái câu hỏi nha. Mà sư sư nghe lại để cho chính xác hơn rồi sư trả lời sau ha, cô Hồng Mai Quang Thủy nha. Dạ thưa sư, dạ câu hỏi con là có phải là cái sự dính mắc và sự ham muốn thì tạo ra cái sự đau khổ, mà càng có nhiều sự ham muốn và sự dính mắc á, thì đó là thường là phần đông chúng ta đều bị dính mắc vào cái này, thì khi mà sự dính mắc càng sâu thì cái sự đau khổ của ta càng tăng trưởng. Nếu mà cái sự dính mắc của ta nó ít hơn và ta chấp nhận được những cái điều kiện, những cái quả bất thiện hoặc những cái mà chúng ta không như ý thì chúng ta cái tâm chúng ta sẽ bình hơn. Sầu vì như là trong thiên nhiên thì nó có nhìn thì nó có vẻ là sự bất toàn á, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng có sự hoàn toàn trong đó. Qua những cái sự thay đổi giống như cái dịch Covid này, thì trong cái sự tàn khốc của bệnh dịch này thì chúng ta cũng có một cái bài học rút ra từ cái việc là không nên dính mắc vào những cái mà chúng ta đã quá quen thuộc, mà chúng ta phải chấp nhận được cái sự thay đổi trong cái đại dịch này. Và khi chúng ta đã cái hòa đồng được và không có sự dính mắc, không có đau khổ, thì chúng ta sẽ quân bình. Và khi mà tâm tâm quân bình á, thì chúng ta có thể là không không làm cho cái cuộc sống chúng ta nó khốn khổ, và chúng ta có thể rút ra được bài học trong những cái hoàn cảnh như vậy, có phải không thưa sư? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì ở đời á, tôi nghe câu tục ngữ hả, mà thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Cô thấy có những cái vụ án mà khi mà hai người họ chia tay nhau, nhưng mà cái một trong hai người họ không chấp nhận, vì cái mù quáng, cái đam mê, cái dính mắc, cho nên là đi đến cái hậu quả tai hại là xảy ra những cái vụ án rất là thảm khốc, một lần á sư đọc trong cái tờ báo đó, hai cái người trẻ tuổi này vì yêu nhau nhưng mà hai gia đình cấm cản, cho nên là hai người treo cổ tự vẫn hết. Rồi một cái trường hợp nữa, bây giờ á mấy cái tin tức này quý vị thấy á, bây giờ cái hai người này sống với nhau có được đâu một hai đứa con, nhưng mà không biết sao đó thì hai người không hợp, cho nên là cô này cũ không muốn sống chung với cái anh này nữa, ly dị. Nhưng mà anh này không chịu. Dằn co anh này giết cái cô này chết, rồi rốt cuộc là đi tù, cô này chết bỏ lại hai đứa con, khổ không? Đó. Rồi một cái trường hợp nữa, cũng vậy, sống với nhau mấy năm, có được một hai đứa con, cô này mới trở về cha mẹ mình ở, không sống chung với anh này nữa. Anh này tới tính năn nỉ cô vợ đem hai đứa con trở về, nhưng mà cái cha của cái cô này đó, ổng mới nói sao đó không biết, anh này ảnh nổi điên lên, ảnh giết ông già, giết bà vợ luôn, không? Rồi thấy cái tình yêu nó quá sâu nặng, nó mù quáng, cái sự dính mắc nó mãnh liệt quá, không? Thì lúc đó là coi như là
người ta không có chấp nhận cái sự trái ý của người ta, cho nên dẫn đến những cái vụ án hết sức là thảm khốc, khổ đau, không? Đó, cho nên á là chính vì vô minh lầm lạc, si mê đưa đến tham, không? Cái tình yêu á, rồi muốn chiếm đoạt, muốn chiếm hữu người ta, muốn người ta là cái của riêng của mình, muốn sử dụng người ta theo cái ý muốn của mình, nhưng mà khi mà không đạt được cái dính mắc, cái tham muốn, muốn điều khiển như thế này thế kia không được thì sao? Thì đi đến sân hủy diệt đối tượng. Đó, thành ra là nói sao, ăn không được thì đạp đổ. Đó, đây là những cái tư tưởng tai hại sai lầm. Đó, bây giờ cái gì nó cũng vậy, nó do nhân do duyên. Khi mà người ta không có thích, không có muốn sống chung với mình nữa, mình phải phản tỉnh, mình xem xét lại tại sao mà người ta không có thích mình, để mình sửa đổi, thấy không? Chứ không phải mình đổ trút cái lỗi lầm tội lỗi lên người khác, để rồi mình đi đến những cái hậu quả tai hại. Thành ra trong đời sống chúng ta phải biết phải biết phản tỉnh, phải biết xem xét lại chính mình. Rồi đối với những cái gì mình thấy do nhân do duyên, có nhiều khi cái duyên nó hết rồi thì thôi, đường ái nấy đi. Chứ mắc gì mà mình bắt buộc người ta phải đi theo mình. Đó, đó, thành ra khi mà chúng ta có cái tư tưởng, mình có trí tuệ, thì mình sẽ diệt ra những cái phiền não, thì nó sẽ không đến cái khổ đau. Rồi đối với những cái vật chất, những cái điều kiện bên ngoài cũng vậy, không? Bây giờ mình đừng có dính mắc quá vào cái gì hết. Từ cái món ăn, từ cái trang phục, đến những cái tiện nghi điều kiện của xã hội, không? Mà mình cứ dính mắc, mình chấp thủ thì mình sẽ khổ đau. Là đương nhiên nha, không? Bây giờ cái người mà nghiện thuốc lá mà giờ không có thuốc lá là khổ. Cái người mà nghiện cà phê mà bây giờ không có cà phê là khổ, không? Cái người nghiện rượu mà giờ không có rượu là khổ. Bây giờ cái người mà họ quen sử dụng máy lạnh mà giờ lỡ máy lạnh hư, cúp điện là khổ. Thành ra đó, chúng ta bám níu dính mắc bất cứ vào một cái gì là cũng khổ, mà càng dính mắc càng nhiều thì càng khổ nhiều. Không? Có trường hợp có ông thầy này cũng ghiền uống trà, không? Bây giờ á là ông uống trà là phải đúng cái loại trà đó, trà ô long gì đó biết ha, phải đúng trà ô long ông mới uống. Rồi ông uống nó có cái bình gì đó ha, ông phải đem theo, đi đâu cũng phải đem theo cái bộ bình ly về cái trà đó, uống đó, đúng trà đó, uống phải đúng cái bình, cái ly đó. Đó, thành ra sao, đi đâu cũng phải kè kè theo cái gói trà với cái bình, cái ly, cái đồ nấu nước. Chứ nhiều khi người khác nấu ông sợ không, nó không đủ độ, nó uống nó không ra trà. Thành ra mình cứ càng dính mắc càng nhiều thì
càng khổ đau. Thấy không? Trời ơi, trà này không phải trà ô long sao mà uống, uống mà không đúng cái bình, cái ly, cái tách nó như vậy sao mà uống. À, ăn mà không có đủ các cái gia vị sao mà ăn. À, trời ơi, trời nóng này mà không có máy lạnh sao mà ở. À, mình càng dính mắc nhiều thì mình càng khổ nhiều. À, càng dính mắc nhiều chừng nào là cái dây có trói buộc nó càng lớn chừng ấy. À, rồi khi mà những cái điều kiện mà nó không đáp ứng được thì sao? Trái ý nghịch lòng. Mà trái ý nghịch lòng thì sầu bi khổ u não sân khởi. Thì cái quy luật của nó là vậy. À, cho nên cái người tu là sao? Phải càng biết tri túc, phải càng rời bỏ sự dính mắc vào những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh, những cái tiện nghi. À, thì chúng ta sẽ an ổn. À, hả mà dính mắc với thuốc lá khổ, với thuốc lá, dính mắc với cà phê khổ, với cà phê, dính mắc vào y áo khổ, với y áo, dính mắc vào cốc liêu khổ với cốc liêu, dính mắc tiện nghi khổ với tiện nghi, vậy đó. À, dính mắc bất cứ cái gì cũng là khổ. Cho nên á, có lúc mà Đức Phật dạy sao chánh pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp là cái chiếc thuyền, cái chiếc bè nó giúp mình vượt qua đến cái bờ bên kia. Không, hồi nãy mình đi dưới sông thì phải nhờ cái chiếc bè này mình đưa qua tới tới bờ bên kia. Mà qua tới bước lên bờ bên kia rồi thì mình bỏ chiếc bè đi, mắc gì mình phải vác cái chiếc bè lên cho nó nặng. Đó, thành ra đó ngài A Chân Cha ngài mới nói chứ, bỏ được một chút thì hạnh phúc một chút, bỏ được nhiều thì hạnh phúc được nhiều, bỏ hoàn toàn thì hạnh phúc hoàn toàn. À, đó là cái lời dạy của Đức Phật và của các cái bậc trưởng lão. Và thời gian đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. À, xin cô Kim Nhung, chào cô Nhật Quỳnh. À, mà cô khỏe không? Mà tới giờ cô mới vô room. À, thôi nếu mà cô không khỏe thì chúc cô uống thuốc rồi kia nọ cho nó mạnh khỏe trở lại. Và bây giờ xin mời cô Kim Nhung sám hối rồi sư xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giáo phước báo này kính cầu mong chư tôn đức, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, pháp thể căn an, chúc tất cả quý tử, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong các thân bạn quyến thuộc của quý vị trong gia đình cũng được an ổn. Cầu mong chư thiên giới quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô Kim Nhung sám hối. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp và trả lời các câu hỏi của Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Bài học đã kết thúc. Con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na wande hang ba da bang sung waruttamang butte yo khalito do so butto kamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na wande hang thammang cha du vit hang wa rang thamme yo khalito do so thammo khama tu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du vít ho ta mang sang khe yo kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang.